để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân trong thời gian ai ở đâu thì ở đó. 11 xã tại huyện Hòa Vang đã xây dựng mô hình tổ cung ứng hàng hóa thiết yếu sát với thực tế của vùng nông thôn, đáp ứng kịp thời việc cung cấp nhu yếu phẩm đầy đủ và đảm bảo chất lượng cho người dân. Phóng sự ghi nhận tại xã Hòa Khương. Sau một đêm gửi đề nghị cho tổ cung ứng hàng hóa thiết yếu của xã, nhờ mua giúp một số hàng hóa phục vụ sinh hoạt trong gia đình, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng ở thôn 5, xã Hòa Khương đã được tổ Covid cộng đồng của thôn chuyển hàng hóa đến tận nhà. Thì gia đình chúng tôi có nhận được một phiếu mua hàng của tổ Covid gửi, và hôm qua là gia đình chúng tôi đã cũng thấy là cũng ngót thức ăn nên là có điện cho tổ Covid là xóm, là nhờ mua những mặt hàng thiết yếu, là xóm nay là đã có cái tổ cung ứng thức ăn là đáng vô cho gia đình chúng tôi. Và qua nhìn thấy cái mặt hàng thì gia đình chúng tôi rất là hài lòng, vì rau nấm rồi rất là xanh sạch và rất là ok. Toàn xã Hòa Khương có khoảng 3.500 hộ gia đình. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu về lương thực, thực phẩm cùng các mặt hàng thiết yếu khác cho người dân, xã đã thành lập tổ cung ứng hàng hóa thiết yếu với 18 thành viên, trong đó có trưởng ban nhân dân các thôn. Nhiệm vụ của tổ là hàng ngày tiếp nhận thông tin đăng ký mua hàng của người dân trên toàn xã, sau đó phân loại từng mặt hàng ở mỗi thôn và liên hệ đơn vị cung ứng để mua và vận chuyển xuống tận nhà người dân. Tổ đã phân công cụ thể trách nhiệm cụ thể của từng thành viên trong tổ để thực hiện cái nhiệm vụ tiếp nhận cái phiếu đặt hàng của từng hộ dân trên địa bàn của các thôn thông qua tổ Covid trước 11 giờ hàng ngày để tổng hợp về cái tổ cung ứng của xã. Từ đó tổ cung ứng của xã mới tổng hợp toàn bộ cái phiếu đăng ký đặt hàng của tổ Covid chuyển lên của tổ, thì tổng hợp phân loại từng cái sản phẩm thiết yếu để tiến hành phối hợp với lại các đơn vị cung ứng cơ sở và các đơn vị cung ứng trên địa bàn cũng như ngoài địa bàn để đáp ứng cái yêu cầu cái đơn đặt hàng của các hộ dân. Khi thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó, xã Hòa Khương đã liên hệ một số đơn vị cung ứng các mặt hàng thiết yếu đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch ngay tại địa phương, nên đến nay nhu cầu mua sắm các nhu yếu phẩm của người dân luôn được đáp ứng kịp thời, đầy đủ và đảm bảo chất lượng. Trong cái 7 ngày thực hiện cái giãn cách xã hội thì địa phương cũng đã chủ động liên hệ với các cơ sở, các nhà cung ứng tại địa phương để đảm bảo cái vấn đề nhu yếu phẩm. Thì đối với cái rau củ quả, địa phương cũng đã liên hệ với các nhà sản xuất tại vùng rau Phúc Sơn Nam. Thì đối với thịt thì cũng đã liên hệ với là cái cơ sở cung ứng tại địa phương. Với cách làm này, xã Hòa Khương đã tạo được sự đồng thuận của người dân trong những ngày giãn cách xã hội, đồng thời giúp họ yên tâm ở nhà, không đi ra đường để phòng chống dịch bệnh.